Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng không một thể chế chính trị nào là vĩnh cửu, nhất là một thể chế phi nhân tính như Cộng sản. Ngày nay trên thế giới chỉ còn lại 5 quốc gia cố gắng duy trì chế độ Cộng sản, trong đó có Việt Nam. Nhưng sự thật, đây chỉ còn là cái vỏ Cộng sản, trong ruột đã hoàn toàn biến chất. Để thấy rõ con đường suy tàn của chế độ này, mời quý thính giả theo dõi loạt bài Đảng Cộng sản Việt Nam ngã ba đường lịch sử, tồn tại và diệt vong của Lan Anh do Hải Lan trình bày phần 2 sau đây. Phần thứ 2, lá bùa bánh vẽ đã hết linh. Bằng cách tận diệt tài nguyên và đánh đổi các giá trị môi trường, Trung Cộng tạo được nhiều thành tích ấn tượng về phát triển kinh tế ngắn hạn. Đây được coi là thứ bùa thiêng để các nhà tuyên huấn của Đảng Cộng sản Trung Cộng tuyên truyền nhằm duy trì tính chính danh của mình. Tuy nhiên, đó là sự phát triển không có ngày mai, vì đó là sự vay mượn tận diệt từ tương lai để đốt hết cho hiện tại. Trong lúc các vấn nạn về tham nhũng, tha hóa, bất bình đẳng và sự kìm kẹp xã hội đến nghẹt thở càng lúc càng nặng nề, ở chiều ngược lại là một nền tảng dân chúng ngày một khao khát tự do. Một điều gần giống như thế cũng diễn ra ở Việt Nam. Tuy nhiên, chế độ Cộng sản ở Việt Nam kém thành công hơn trong việc tạo ra các thành tích kinh tế ngắn hạn và đồng thời cũng kém thành công hơn trong việc bóp nghẹt sự giao lưu về các lý tưởng tự do. Giữa hai chế độ độc tài Cộng sản có thể coi là còn hùng mạnh này, Việt Nam có nhiều cơ sở để tạo ra sự đổi thay nhanh hơn Trung Cộng. Mặc dù biết chắc phía trước là vực thẳm, nhưng đội ngũ lãnh đạo chóp bu ở cả Trung Cộng lẫn Việt Nam đều tin rằng họ có thể trì hoãn được thời gian. Những nỗ lực của họ không phải để hướng tới tương lai, mà là để kéo dài cái chết. Điểm kết cuối cùng là những tay Cộng sản nặng túi sẽ tìm cách đào thoát khỏi con tàu sắp đắm. Còn những gì diễn ra sau lưng thì có lẽ đúng với câu ngạn ngữ cổ xưa. Khi chẫm đã thôi trị vì, thì dẫu có nạn hồng thủy trên vương quốc cũng mặc. Có những cách thức để họ có thể thay đổi và trì hoãn ngày tàn, và đó cũng chính là thứ mà các tay lý luận Cộng sản cố gắng tìm kiếm. Những người Cộng sản ở hầu hết các nước đều giành được quyền cai trị theo những cách thức giống hệt nhau. Bằng những khẩu hiệu tuyên truyền về một xã hội ảo tưởng, họ đặt trước mặt những người nghèo và thất học một cái bánh vẽ và xúi họ vào lò lửa chiến tranh. Tuy nhiên, cơn điên dại tập thể cuối cùng cũng qua đi, và hầu hết người dân nhận ra mình đã bị lừa vì không hề thấy sự bình đẳng cũng như phồn thịnh ở đâu, mà chỉ thấy những ông chủ mới. Cho đến khi hàng loạt chế độ Cộng sản sụp đổ vào cuối những năm 1980, nhân loại và chính người dân các nước đó đã phải trả những cái giá quá mức nặng nề. Dẫu sao, họ đã gặp may vì cuối cùng cũng thoát khỏi một thứ quái vật ghê sợ trong lịch sử. Tôi không phủ nhận rằng đã có những lớp người Cộng sản sống vì lý tưởng, với niềm tin cuồng tín rằng mình duy nhất đúng. Họ sẵn sàng phạm những tội ác không ghê tai để tiêu diệt và buộc những người khác phải nghe mình. Giữa những người Cộng sản cuồng tín thời kỳ đầu và những tay đao phủ của nhà nước Hồi giáo IS, hiện nay có sự tương đồng giống hệt nhau. Khi cắt cổ người, chúng đều cho rằng mình đang làm vì điều đúng. Với thứ bùa thiêng về một xã hội ảo tưởng, nơi con người có thể hưởng thụ theo nhu cầu bất chấp năng lực tạo ra của cải, những người Cộng sản thế hệ đầu đã rất thành công trong việc nhồi sọ và lôi kéo con người. Họ đặc biệt thành công ở những xã hội đói nghèo với nền tảng dân trí thấp. Nhưng có lẽ khả năng chạy lính hóa xã hội, triệt hạ tri thức độc lập mới là thứ vũ khí siêu hạng của những người Cộng sản. Lenin và những đệ tử của ông ta đã diệt không gớm tay những người Menshevik và Trotsky, dù họ cùng là đệ tử của Marx. Tất nhiên là bằng chuyên chính vô sản, số phận của trí thức và những kẻ thù giai cấp còn lại thì cực kỳ thê thảm. Mao Trạch Đông diệt hàng chục triệu người và tận diệt mọi tri thức đối lập, cũng như các đối thủ chính trị trong đại cách mạng văn hóa. Ở Việt Nam, ông Hồ Chí Minh cũng dìm chết mọi tư tưởng độc lập bằng cuộc thanh trừng nhân văn giai phẩm. Họ hành động rất giống nhau, dù quy mô khác biệt nhau và mục đích thì chỉ có một,
tạo ra một xã hội tê liệt về tư duy và chỉ biết cúi đầu. Ở đây có lẽ nên có một nhận xét công bằng, Hồ Chí Minh không tàn bạo lộ liễu như hai tiền bối của ông ta. Trong hầu hết trường hợp, Hồ Chí Minh luôn tìm cách nấp phía sau giật dây và đẩy thuộc cấp ra hứng chịu búa rìu. Trường Chinh với cải cách ruộng đất, Tố Hữu với nhân văn giai phẩm. Tuy nhiên, những xã hội cộng sản đời đầu nhanh chóng đối diện với thực tại mà họ không thể vượt qua, do xuất phát từ một lý tưởng sai lầm. Họ thất bại trong việc không tạo ra đủ của cải vật chất nuôi sống xã hội. Mục tiêu về sự công bằng thì lại càng xa vời, vì cách thức họ kiểm soát quyền lực độc tài tự thân nó là gốc rễ tạo ra bất bình đẳng. Cuối năm 1980, sự tan rã của hàng loạt nhà nước cộng sản đánh dấu sự cáo chung của phong trào cộng sản toàn cầu. Mời quý thính giả đón nghe tiếp phần 3 vào kỳ phát hành tới.